Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamda Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 20 tháng 8. Tối nay ngày 20 tháng 8 sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế tại Karavivari lần thứ 55. Nghiên cứu mới có thể giúp điều chế vaccine chống mọi chủng SARS-CoV-2. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu ở yên đó. Trong cuộc họp báo vào chiều ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Wojcik cho biết, từ tháng 9, trẻ em dưới 18 tuổi, những người vì lý do sức khỏe chưa thể tiêm được vaccine hoặc những người chưa hoàn thành tiêm vaccine khi thực hiện xét nghiệm COVID sẽ được bảo hiểm chi trả. Ban đầu, nội các tính toán rằng tất cả các trẻ em trên 12 tuổi nếu muốn xét nghiệm thì đều phải tự chi trả từ tháng 9. Tuy nhiên, mức tuổi đã được nâng lên là từ 18 tuổi và đối với một số đối tượng sẽ có ngoại lệ. Đối với những người chưa hoàn thành tiêm chủng, sau liều đầu tiên của vaccine dạng tiêm 2 liều, mọi người sẽ có tối đa 4 tháng xét nghiệm miễn phí. Theo như bộ, khoảng cách thời gian đó phù hợp khi mỗi loại vaccine có khoảng cách với mũi thứ hai khác nhau. Bộ trưởng nhấn mạnh, mức phí xét nghiệm sẽ không áp dụng cho các em học sinh tại các trường học. Các kết quả xét nghiệm tại trường học có thể được sử dụng như tại các sự kiện đại chúng và nơi công cộng, khu vực yêu cầu. Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Wojcik muốn quyết định việc tiêm liều thứ 3 vào cuối tháng 8. Câu trả lời có thể là vào tuần tới. Theo ông, xét tính áp dụng liều thứ 3 cho các nhóm người cao tuổi dễ gặp rủi ro cao vì họ có thể bị suy giảm khả năng miễn dịch nhanh hơn. Mũi tiêm thứ 3 vẫn sẽ là tự nguyện. Còn đối với xét nghiệm mức độ kháng thể để chứng nhận một người hoàn toàn miễn nhiễm, chính phủ và bộ cần thêm những nghiên cứu để đưa ra kết luận cụ thể và thông tin sẽ được công bố vào giữa tháng 9. Theo như mô hình thống kê bầu cử vào tháng 8 của STEM, phong trào của chính phủ ANO đã đảo ngược xu hướng giảm trong những tháng trước và một lần nữa tăng vượt mốc 30%. Ở vị trí thứ hai là Liên minh Spolu với 21,7%. Từ khảo sát cho thấy, Liên minh Piraki và Stan chiếm 18,7%. Đây là một sự sụt giảm đáng kể của liên minh này. Đảng Dân Chủ và Xã hội đứng trước ngưỡng cửa vào Hạ viện chỉ với 4,6% và phong trào Prisaha cũng giảm 3,3%. Các công ty bảo hiểm đã trả một phần lớn số tiền cho những thiệt hại sau trận lốc xoáy. Tuy nhiên, cũng từ trận lốc xoáy mới phát hiện ra hơn một nửa số nhà xây dựng ở Cộng hòa Séc không có bảo hiểm. Những khu nhà bị tốc mái, vỡ cửa kính, cửa sổ, đó là những thiệt hại sau trận lốc xoáy tại vùng Nam Morava. Tổng thiệt hại người dân báo cáo với bảo hiểm là hơn 5 tỷ korun. Hơn 1,2 tỷ korun đã được thu về từ những công tác từ thiện để giúp đỡ cho người dân ở vùng Nam Morava. Các công ty bảo hiểm đã chi trả khoảng 2/3 số người có hợp đồng với bảo hiểm. Tuy nhiên, thảm họa thiên nhiên đã bộc lộ một vấn đề lớn hơn. Có tới hơn một nửa số tài sản ở Cộng hòa Séc không có bảo hiểm và 1/3 số người khác có bảo hiểm đã ký kết hợp đồng nhưng lại có mức định giá ít hơn so với giá trị thực của nó. Có thể đây không phải là cố tình mà người dân đã quên rằng từ 1 cho đến 3 năm nên kiểm tra và cập nhật lại giá trị tài sản. Vì theo thời gian, một số giá thành công nhân xây dựng cũng đã thay đổi cho nên số tiền còn lại bảo hiểm chi trả sẽ thấp hơn. Ngày NATO là một trong những sự kiện triển lãm an ninh quốc phòng lớn nhất ở châu Âu được tổ chức tại Séc. Sự kiện này sẽ được diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 9 tại sân bay Mošnov Ostrava. Theo ước tính, trong năm 2018 và 2019, lượng khách tham gia tại đây là khoảng 220.000 người. Năm ngoái, do đại dịch coronavirus, sự kiện diễn ra mà không có sự xuất hiện của khán giả tại sân bay và được chuyển sang hình thức xem online. Tuy vậy, cũng đã có rất nhiều người quan tâm. Năm nay, sự kiện sẽ được diễn ra, số lượng khách tham quan sẽ bị hạn chế xuống còn 40.000 người một ngày. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử sự kiện ngày NATO cung cấp vé vào. Vé là miễn phí nhưng phải thông qua Ticket Portal. Cổng cung cấp vé sẽ bắt đầu mở từ ngày 27 tháng 8, phí dịch vụ sẽ là 15 korun. Du khách sẽ cần phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19, xác nhận đã tiêm phòng hoặc đã từng nhiễm bệnh trong vòng 180 ngày. Điều kiện đưa ra với ban tổ chức là ít nhất một nửa số khách đến tham dự phải hoàn thành việc tiêm chủng. Vé sẽ không được chuyển nhượng, có giá trị trong vòng một ngày và sẽ chia theo tên. Sau 5 năm không sử dụng, bể bơi tại khách sạn Termal ở Karavivari sẽ chính thức được mở cửa vào Chủ nhật tuần này. Theo dự kiến trước đó, bể bơi này sẽ phải được mở vào ngày hôm nay, ngày khai mạc liên hoan phim quốc tế Karavivari lần thứ 55. Bể bơi của khách sạn Termal ở Karavivari thuộc tài sản của nhà nước Séc, cụ thể là dưới Bộ Tài chính. Sau 5 năm bỏ không, Bộ đã quyết định cải tạo lại nó.
Theo như dự kiến, khi đến khai mạc liên hoan phim quốc tế lần thứ 55 ở Karlovy Vary, bể bơi sẽ được mở. Tuy nhiên, do những công việc xây dựng và cải tạo giai đoạn cuối cùng đã bị chậm trễ, bể bơi sẽ được mở muộn hơn. Tới Chủ nhật, người dân mới có thể đến đây để bơi lội. Vì sự mở cửa muộn màng của bể bơi tại khách sạn Termau, các phe đối lập cũng đã lên tiếng chỉ trích Bộ trưởng Bộ Tài chính và lời giải thích của Thủ tướng Andrei Babich rằng đây là ảnh hưởng từ vấn đề vận chuyển nguyên liệu. Thay vì hàng tuần thì hàng tháng sau mới nhận được các vật liệu xây dựng. Việc muộn màng này không chỉ diễn ra ở Séc mà cả ở châu Âu và thế giới. Việc sửa bể bơi đã tiêu tốn khoảng 140 triệu krona của nhà nước. Tối nay ngày 20 tháng 8 sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế tại Karlovy Vary lần thứ 55 và sự kiện văn hóa đặc biệt này sẽ được chào mừng bằng một màn pháo hoa rực rỡ. Chương trình được bắt đầu vào lúc 22 giờ 45 phút trước khách sạn Termau. Tại đây, khách mời và người xem có thể thưởng thức phiên bản hòa nhạc độc đáo của Jesus Christ Superstar, sau đó là màn trình diễn pháo hoa để đánh dấu lễ khai mạc của lễ hội. Các bản hit bất hủ của những vở nhạc kịch nổi tiếng sẽ được trình diễn bởi dàn diễn viên huyền thoại người Séc Kamil Strihavka, Dan Barta và Bára Basíková cùng với dàn nhạc giao hưởng Karlovy Vary do Ota Balage làm nhạc trưởng. Vé vào cửa tham gia lễ hội là miễn phí. Cũng tại ngày hôm nay, Karlovy Vary sẽ chào đón ngôi sao đầu tiên, đó chính là nam diễn viên người Anh Michael Caine. Vào lúc 16 giờ chiều nay, ông đã bước đến thảm đỏ và chào khán giả. Sau đó, đến tối trong lễ khai mạc, ông sẽ nhận được quả cầu pha lê vì những đóng góp nghệ thuật của mình với điện ảnh thế giới. Cùng xem tuần này Tâm Đắc Foods có offer gì hấp dẫn nào? Sản phẩm nấm tốt, các loại phết bánh mì từ thương hiệu Mars, Bounty hay Milky Way chỉ với giá 67 kurun. Chips CBN được làm từ gạo với nhiều hương vị như salsa paprika, smetana xiên và nhiều vị khác chỉ 12,90 kurun. Hot chips Japoneco giá từ 13,90 kurun hay sữa hộp Gravic chỉ từ 8,90 kurun. Đặc biệt hơn, chúng ngay tủ lạnh dành điệu hay hàng chục giải thưởng khác khi mua sản phẩm bất kỳ từ thương hiệu Spark. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tanda.eu. Trên tạp chí y khoa New England uy tín vào ngày 18 tháng 8 đưa tin, các nhà khoa học tại Đại học Y Duke-Nus và Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm Singapore đã công bố một nghiên cứu mới về COVID-19 có thể trở thành tiền đề để điều chế loại vaccine có thể chống mọi biến chủng SARS-CoV-2 hiện tại và các virus corona khác trong tương lai. Nghiên cứu cho thấy những người từng mắc hội chứng suy hô hấp cấp SARS khi tiêm đầy đủ hai liều vaccine Pfizer-BioNTech có thể phát triển hàm lượng rất cao kháng thể có thể trung hòa mọi biến chủng COVID-19 đã được biết đến và các dòng virus corona lây lan từ động vật sang người. Nghiên cứu của nhóm nhà khoa học được cho làm dấy lên hy vọng về một loại vaccine trong mơ tiềm năng có thể chống lại COVID-19, các biến chủng và các virus corona trong tương lai. Trước khi được tiêm chủng vaccine COVID-19, những người từng mắc SARS chỉ có kháng thể chống lại căn bệnh mà họ từng khỏi. Các chuyên gia cho biết, diễn biến đột phá trong nghiên cứu xuất hiện là khi các nhà khoa học phát hiện ra những người từng mắc và khỏi SARS sau khi được tiêm hai mũi Pfizer đã sinh ra kháng thể trung hòa chéo cấp độ cao đồng nhất chống lại 10 loại virus SARS-CoV-2. Đây là nhóm virus corona có cơ chế xâm nhập vào tế bào chủ bằng cách kết hợp với thụ thể ACE2, bao gồm cả virus gây nên SARS và COVID-19. Trong vòng một tuần tính đến hết ngày 18 tháng 8, Mỹ ghi nhận 5.742 ca tử vong, gần gấp đôi con số của hai tuần trước. 10.991 người Mỹ đã chết vì COVID-19 trong 18 ngày đầu của tháng 8, nhiều hơn tổng số ca tử vong trong cả tháng 6 hoặc tháng 7. Gần 2,2 triệu người Mỹ mắc COVID-19 trong 18 ngày nay đã khiến nó trở thành tháng tồi tệ thứ 5 trong đại dịch COVID-19 ở Mỹ, với số ca mắc tăng ở 44 bang. Theo dữ liệu từ New York Times, trong khi số ca mắc tăng thêm 47% trong cả hai tuần, thì số ca tử vong tăng hơn gấp đôi. Với tốc độ này, cứ một giờ thì có 34 người Mỹ tử vong vì COVID-19. Số ca mắc hàng ngày ở Mỹ đã vượt 150.000 người trên toàn quốc, bằng một nửa so với thời điểm tồi tệ nhất trong đại dịch hồi tháng 1, trong khi số ca tử vong trung bình hàng tuần là 800 ca trên một ngày, bằng 1/4 so với con số của thời điểm đó. Vào ngày 19 tháng 8, Taliban đã tuyên bố thành lập Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan chỉ 4 ngày sau khi lực lượng này nắm quyền kiểm soát Kabul và phần lớn lãnh thổ Afghanistan.
Trong thông báo được đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter ngày 19 tháng 8, ông Zabiullah Mujahid, phát ngôn viên chính thức của Taliban cho biết lực lượng này đã thành lập Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Ngày thành lập 19 tháng 8 cũng trùng với ngày độc lập ở Afghanistan, đúng 102 năm Afghanistan thoát khỏi ách cai trị của đế quốc Anh. Tối cùng ngày, thủ lĩnh kiêm người đồng sáng lập Taliban là Mullah Abdul Ghani Barada đã từ Doha, Qatar trở về Afghanistan. Dư luận cho rằng ông Barada nhiều khả năng sẽ là tổng thống tới đây của Afghanistan. Ông Hashimi khẳng định nhiều vấn đề liên quan đến cách thức Taliban sẽ điều hành Afghanistan vẫn chưa được hoàn thiện, song Afghanistan sẽ không phải là một nền dân chủ, mà đó là luật Hồi giáo Sharia. Chiến binh Taliban bắn vào đám đông ở thành phố Asadabad khiến một số người thiệt mạng khi biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố mừng ngày độc lập Afghanistan. Những người biểu tình vẫy cờ Afghanistan đã xuống đường ở nhiều thành phố Afghanistan vào ngày 19 tháng 8 để kỷ niệm ngày Afghanistan giành độc lập từ Anh 1919. Trong bối cảnh sự phản đối của dân chúng đối với Taliban lan rộng, đám đông những người đàn ông và một số phụ nữ vẫy quốc kỳ gồm màu đen, đỏ và xanh lá hô lên ở Kabul rằng cơ của chúng ta, bản sắc của chúng ta, thượng đế vĩ đại nhất. Các nhân chứng cho biết, tại Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar miền đông Afghanistan, một số người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình. Biểu tình cũng diễn ra ở thành phố Jalalabad và một huyện của tỉnh Paktia, đều ở phía đông. Lính Taliban đã bắn vào những người biểu tình vẫy cờ ở thành phố Jalalabad, khiến 3 người thiệt mạng. Phát ngôn viên Taliban hiện chưa bình luận về những thông tin trên. Ở một số nơi, người biểu tình xé lá cờ trắng của Taliban. Cảnh tương tự diễn ra ở Asadabad và một số thành phố miền đông khác. Nhóm khủng bố Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập tại Yemen vào ngày 18 tháng 8 đã chúc mừng Taliban vì giành được quyền kiểm soát Afghanistan vào ngày 15 tháng 8, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch thánh chiến. Nhóm khủng bố AQAP cho rằng chiến thắng và sự giành lấy quyền lực của Taliban cho chúng ta thấy rằng thánh chiến và chiến đấu với luật Hồi giáo là hợp pháp và thực tế nhằm khôi phục quyền và trục xuất những kẻ xâm lược và chiếm đóng. Taliban từng che chở cho nhóm khủng bố khét tiếng của Al-Qaeda, Osama Bin Laden vào thời kỳ cầm quyền ở Afghanistan từ năm 1996 đến 2001. Liên quân do Mỹ dẫn đầu năm 2001 đã lật đổ Taliban sau vụ việc Al-Qaeda thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11 tháng 9 năm 2001 trên lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, sau 20 năm, Taliban đã thành công lật đổ chính quyền Afghanistan, thân phương Tây và trở lại nắm quyền tại quốc gia Trung Nam Á. Washington coi AQAP là nhánh nguy hiểm nhất trong mạng lưới toàn cầu của Al-Qaeda và đã thực hiện nhiều vụ không kích nhằm vào AQAP ở Yemen kể từ sau vụ 11 tháng 9. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia gọi AQAP là nhóm khủng bố. Taliban được cho là đang kiểm soát hơn 2.000 xe bọc thép, 40 máy bay, trong đó có cả UH-60 Black Hawk, trực thăng tấn công trinh sát và máy bay không người lái quân sự Scan Eagle. Chỉ khoảng một tháng trước đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan đăng tải lên trang mạng xã hội các bức ảnh 7 chiếc trực thăng mới mà Mỹ bàn giao tới Kabul. Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần, Taliban đã chiếm được hầu hết đất nước cùng nhiều loại vũ khí thiết bị mà các lực lượng Afghanistan để lại khi tháo chạy. Những hình ảnh được tung lên mạng xã hội cho thấy chiến binh Taliban đang kiểm tra một loạt phương tiện, mở các thùng súng mới, thiết bị liên lạc và thậm chí cả máy bay không người lái quân sự. Các quan chức đương nhiệm và các cựu quan chức Mỹ cho biết có lo ngại rằng những vũ khí này có thể được sử dụng để sát hại dân thường, bị các nhóm chiến binh khác như tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS chiếm giữ để tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực hoặc thậm chí có khả năng được giao cho các đối thủ như Trung Quốc và Nga. Các nước châu Âu đang đẩy nhanh tốc độ sơ tán công dân cũng như nhân viên người Afghanistan khỏi quốc gia Nam Á, gần một tuần khi lực lượng Taliban giành kiểm soát toàn bộ Afghanistan. Trong thông cáo phát đi chiều ngày 19 tháng 8, quân đội Anh đã đưa được khoảng 1.200 người khỏi Afghanistan về Anh, bao gồm cả nhân viên ngoại giao Anh lẫn các công dân Afghanistan nằm trong diện được Anh bảo trợ. Trong số này, khoảng 700 người được sơ tán chỉ trong vòng một ngày. Sau Anh, Đức là nước châu Âu sơ tán được nhiều nhất người Afghanistan với trên 1.000 người kể từ ngày 16 tháng 8. Tại Pháp, theo thông tin từ Bộ Nội vụ Pháp, hơn 500 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan và đặt chân đến Pháp trong vòng 3 ngày qua, trong đó 2/3 là công dân Afghanistan. Italia cho biết cũng sơ tán được 500 người.
Ngoài các nước lớn tại châu Âu, nhiều nước khác như Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Ba Lan, Hungary cũng đã tiến hành các chiến dịch sơ tán. Ủy ban châu Âu cũng đã đưa được 500 người rời khỏi Afghanistan, tổng cộng từ thời điểm thủ đô Kabul rơi vào lực lượng Taliban sáng ngày 15 tháng 8 cho đến nay, đã có khoảng hơn 5.000 người được sơ tán khỏi Afghanistan và đặt chân đến châu Âu. Hàng nghìn người khác hiện cũng đang được sơ tán khỏi Afghanistan nhưng đang chờ ở một nước thứ ba trước khi được đưa về châu Âu. Siêu khuyến mại tháng 8, đặt càng nhiều hạ càng sâu, giảm giá đến 3% dành cho các đơn hàng đặt trên Tamda Express Brno. Và biết chương trình áp dụng với khuyến mãi tăng trưởng. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tamdaexpress.eu. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly với khu phố ấp. Thông tin được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp báo trưa ngày 20 tháng 8. Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua thành phố có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, nhưng dịch vẫn diễn biến phức tạp khó lường. Do đó để nâng cao hiệu quả chống dịch, thành phố siết chặt phòng chống dịch với 5 giải pháp, trong đó người dân phải đảm bảo quy định giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó. Yêu cầu được đưa ra sẽ áp dụng từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Ai ở đâu, ở yên đó. Nhà cách ly với nhà. Tổ dân phố cách ly, tổ dân phố. Khu phố ấp, cách ly khu phố ấp. Phường xã thị trấn, cách ly phường xã thị trấn. Thành phố cũng đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn thành phố. Người dân được đề nghị bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K cộng vaccine cộng thuốc uống, không thu gom hàng hóa thực phẩm. Thành phố thực hiện phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian chống dịch. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 tăng cường, kéo dài 1 tháng từ 16 tháng 8 đến 15 tháng 9. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại. Chỉ những người thuộc nhóm đối tượng được phép di chuyển, có giấy đi đường hợp quy định mới có thể đi qua các chốt kiểm dịch. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ giấy phép đi đường được ký cấp khống sai mục đích. Ngày 17 tháng 8, tại điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 vào chợ Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện một người ngoài giấy đi đường của mình thì trong người còn mang theo 4 giấy đi đường, không ghi ngày tháng thông tin người đi đường nhưng lại có đóng dấu sẵn của doanh nghiệp. Cùng ngày, tổ công tác số 7 Công an thành phố Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Trãi hướng đi ngã tư Sở có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Qua đó, đã phát hiện đối tượng tự làm giả giấy tờ đi đường để dùng vào việc đi lại. Theo tiến sĩ luật sư Nguyễn Thanh Bình, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Thanh Bình, việc sử dụng giấy tờ giả hoặc làm giấy tờ giả để đi đường nhằm thông qua chốt kiểm dịch có thể bị xử phạt tù lên tới 15 năm. Làm giấy tờ đi đường giả, rồi là giấy tờ công vụ lệnh giả, rồi làm cấp sai đối tượng vân vân, thì nó có thể là cấu thành nhiều cái hành vi vi phạm hành chính. Thứ nhất ấy là hành vi làm giả giấy tờ chứng nhận của các cái cơ quan tổ chức. Cái thứ hai nữa ấy là làm giả tài liệu con dấu, và thứ ba ấy là có cái hành vi cấp sai đối tượng, tức là sử dụng giấy tờ bất hợp pháp theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017, thì nó sẽ rơi vào một trong hai cái tội, đó là cái tội quy định tại điều 359 và điều 341, thì mức phạt cho những cái hành vi này ấy có thể là lên đến 15 năm tù. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9 để dứt điểm khống chế dịch bệnh. Chung tay đồng lòng, người dân thành phố sẽ còn thêm nhiều ngày phải ở nhà phòng dịch. Trước tình hình đó, nhiều chương trình an sinh xã hội liên tiếp được triển khai nhằm san sẻ với những mảnh đời khó khăn. Đây là một trong số hơn 10.000 phần quà yêu thương được chuyển đến cho các gia đình gặp khó khăn, bị mất việc do dịch bệnh. Trong đó có đủ các nhu yếu phẩm, đồ ăn uống cho các gia đình, đặc biệt là trong những ngày giãn cách. Bây giờ tụi em khó khăn rồi, thấy nó là một cái phần quà, nhìn lại cái đối với em là có giá trị lớn.
trong thời điểm hiện tại, chứ bây giờ công việc thì không có, mà để mua rồi này kia thì chi tiêu rồi này kia thì tiền không có. Là nghe tới chương trình này rất là vui, tại vì dân cũng khổ 3-4 tháng nay không có đi làm á, tại là rất là vui, mừng lắm. Ở quận Phú Nhuận hiện có khoảng 16.000 người dân đang cần sự giúp đỡ. Địa phương đã chủ động triển khai nhiều gói an sinh và kịp thời chuyển đến người dân đầy đủ các nhu yếu phẩm hỗ trợ. Không bỏ sót người bị đói. Cho đến nay thì cũng thông tin thêm với các anh chị là cho đến nay thì trên địa bàn quận Phú Nhuận chúng tôi cũng có cái mô hình gọi là kênh 3T đấy, tiếp nhận, tìm hiểu và chia sẻ. Thì như vậy là cung cấp cái số điện thoại của các anh chị lãnh đạo. Khi người dân gặp khó khăn thì chúng tôi sẽ có cái tìm hiểu, xác minh và tặng quà. Tặng quà nhu yếu phẩm để kịp thời. Để kịp thời san sẻ với người dân, các đơn vị triển khai đã gấp rút bằng nhiều hình thức tăng nhân lực để chở yêu thương đến mọi người sớm nhất. Nhiều chuyến xe đã len lỏi vào từng ngõ, hẻm để trao quà. Món quà nhỏ đối với người dân vùng xanh đã đáng quý, thì với người dân ở vùng đỏ sẽ càng có ý nghĩa hơn. Chúng tôi cũng đang cố gắng phối hợp với lại các nguồn hàng để tập kết hàng về nhanh nhất, thì chúng tôi dự kiến đang làm chương trình này trong 7 ngày nữa. Và sẽ hoàn tất phủ hết là khoảng hơn 533.000 phần quà. Tâm lý của anh em họ đến với bà con ở trong vùng dịch với một tâm lý rất hoan hỉ, rất là cố gắng và hỗ trợ bà con. Bởi vì khi mà chúng tôi nhìn thấy tất cả những hình ảnh mà bà con đang bị thiếu, thiếu đồ ăn, thức uống, những nhu yếu phẩm cơ bản, thì thực sự chúng tôi nhìn thấy đấy là trách nhiệm của chúng tôi, đấy là công việc của chúng tôi phải làm. Với nguồn kinh phí lên tới 160 tỷ đồng, chương trình Tấm lòng mùa dịch sẽ san sẻ yêu thương cho khoảng 553.000 người dân khó khăn trên địa bàn thành phố. Cùng với nhiều gói an sinh xã hội khác, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm chăm lo cho mọi người dân, không để ai thiếu ăn, không để ai bị bỏ lại trong cuộc chiến này. Trang booking.com đánh giá Hội An và Sapa là hai điểm đến được bình chọn cao nhất cho việc chụp ảnh khi du lịch theo du khách trong và ngoài nước. Top 10 những địa điểm này là Hội An, Sapa, Đà Lạt, Hạ Long, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Tam Đảo. Theo đánh giá của du khách quốc tế, khung cảnh nên thơ của Việt Nam đã làm nức lòng du khách bốn phương khi tại đây họ có thể thỏa lòng theo đuổi đam mê nhiếp ảnh tại những điểm đến ngây ngất lòng người hay những di sản được UNESCO công nhận, những danh lam thắng cảnh của Việt Nam mang lại cho du khách những trải nghiệm mới lạ cùng với vô vàn những cơ hội lý tưởng để chụp lại những khoảnh khắc độc nhất và tuyệt vời nhất. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Ban biên tập Tana Media xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like và share điểm tin 24 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.